Question 10. When a written instrument signed by a person names someone else to act legally for him, that named person is called A. An. A. Sub-agent. B. Licensee. C. Attorney in fact. D. Paralegal. Correct answer is C. Attorney in fact. The signed, written instrument naming the attorney in fact is called a power of attorney. Câu 10. Văn bản có chữ ký của một người đứng tên người khác thay mặt mình quyết định hợp pháp thì người đứng tên đó được gọi là A. Môi giới phụ. B. Người được cấp phép. C. Đại diện hợp pháp. D. Trợ lý pháp luật. Câu trả lời đúng là C. Đại diện hợp pháp. Văn bản có chữ ký, nêu tên người được đại diện hợp pháp được gọi là giấy ủy quyền.